trải qua. Bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Yeah. Âm thanh từ TV đang phát, mà bà boy nào kia đang rap. Cứ hôm nay nhìn trông khác, vì anh vừa chuyển đến công tác. Không tính ngưỡng anh không phong bà, vì nào không hợp anh không làm. Sao không thử đeo găng vào, nếu phải nói công việc này trong nhà. Nói không biết scandal, thật không blow đỉnh đạt, trong đời cù không phải cố. Đường anh đi anh tự vẽ cho đến khó mà chỉ thấy đắng trong cần cổ. Hai tiếng đọc sách cho buổi sáng, chiều chơi Yu-Gi-Oh! Nintendo. Chơi vừa sập tối anh sập va, đi làm vào thành phố như Barcelona. Ghen tị làm gì càng thêm khổ, đóng đá tôi nên em anh cho tác đi lên cổ. Anh muốn như sữa trippy nước Ý như trong Vincenzo. On the way up, getting groovy. Chạy đuổi với thời gian như cái cách mà anh flow, đem kiêu hành đến thành cầu. Yeah. Miếng môi ngồi đặt trên bàn, các thi sẽ lại tranh nhau. Yeah. Khi nhiệt huyết còn nóng ran, mong đêm nên sẽ không tàn ra. Mình sẽ cùng nhau đóng băng khi thời gian anh đông cứng như con tay của anh bô. Anh chạy theo giấc mơ để thoát khỏi hiện thực, đâu còn thời gian để lãng phí đâu. Chạy thục mạng từ cái này sang cảnh khác, như có ai chạm gáy từ phía sau. Người thì không tin, người ghét, người khác tự cho mình quyền được no. Nhưng mà mẹ ơi, nó con béo lên rồi, là con nó phải tăng đi về kilo. Like Steph Curry, better watch out when I catch the ball. Hit the three, beat, drop, then hit the world. Anh đem bán đi, bán chân cho Sam, cho con ba linh hồn. Working hard, tại cái xa lên, bán ra ngoài tay như lời nói kinh thường. Shout out to Smakers, to the one, luôn đứng ngăn vai, beat the game. Hit vào nơi sâu, vì còn gian nan. Nhìn vào thứ thật thú vị, chọn đã đâu là tấm gương mình cần nói, đó là lý do low key. Cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bạn ơi, I'm always here. Ôm nhau lần cuối nào cô bạn thân. Hôm sau mình không còn là bạn cùng bàn, không còn chung lời nói, chung từng đoạn văn. Nay bài tập toán cũng đến hạn ngừng làm. Tạm biệt thằng bạn hiểu tính cách suốt 3 năm. Tạm biệt vở soạn và cả sách giáo khoa văn. Hết tuần lệ và mặc kệ đúng sai. Cảm ơn người mẹ thứ hai vì đã trách mắng quan tâm. Quần đồng cũng bị sách gối, đi khắp trường nối loa và bật tối đa âm lượng. Còn đâu dáng điệu quách lối, mấy thằng bạn cùng khối mang lặn khói qua sân thượng. Lần cuối chào cô giáo văn và cả thầy toán. Món ăn ở dưới căng tin này bày bán. Kỷ niệm này sẽ đóng vali để mãi giấu trong tim. Qua từng năm, qua từng ngày tháng. Ê, hết rồi. Tạm biệt sân cỏ mải đá bóng mà vào muộn. Nay hết rồi. Vùng trời hoa nở mãi đỏ thắm một màu phượng. Trò thân thương này vội đi mất. Thầy cô Lưu Vấn Vương trên làn mi mắt. Những hình ảnh không thể tìm lại và xem trên YouTube. Chỉ còn hoài niệm nét mực đen trăng lưu bút. Ba năm dài ngọt ngào và khó quên. Và cuốn sổ đầu bài chắc nào cũng có tên. Sang lớp bên bắt nạt và bóc phốt. Quá quen những cái lần chăm phạt ở góc lớp. Oh, at. Đừng buồn và đừng cố tiếc nuối. Nó đã từng treo tường và để trốn tiết cuối. Nó đã từng nghĩ mình là ông vua trong trường. Để mà sau này nhớ lại những ngày xưa ngông cuồng. Ê, mây xanh lại bay quanh, mang về thanh xuân. Bây giờ đây sắp tàn, chuông tan và chuông tan. Không còn ai đi qua nơi hành lang ướt ngang. Đôi môi hay là ánh mắt rung động tuổi thanh xuân bây giờ đánh mất. Lời chưa nói giờ trôi theo lực đẩy của gió. Tạm biệt tình đầu năm 17 thuở đó. Chúng ta chỉ xa. Anh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua. Ê, bạn đừng khóc mà. Ê, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Ôm
nhau lần cuối nào cô bạn thân. Hôm sau mình không còn là bạn cùng bàn, không còn chung lời nói, chung từng đoạn văn. Nay bài tập toán cũng đến hạn ngừng làm. Tạm biệt thằng bạn hiểu tính cách suốt 3 năm. Tạm biệt sổ vạn và cả sách giáo khoa văn. Hết tuần lễ và mặc kệ đúng sai. Cảm ơn người mẹ thứ hai vì đã trách mắng quan tâm. Tiếp theo sau đây, một thí sinh thuộc hàng hot boy nổi loạn. Nói chuyện thấy ghét vậy đó. Giới thiệu quý vị, Duffy. Đẹp trai, đẹp trai. Mê, mê, mê. Lời đầu tiên cho em xin chào các ban giám khảo, các huấn luyện viên, anh Trấn Thành ạ. Và các khán giả đang ngồi ở đây. Love you. Em tên là Khương Lê và rap name của em là Duffy. Duffy cũng là từng là một vận động viên bóng rổ và tiếp xúc với cả lĩnh vực điện ảnh. Sắp tới đây thì có cả rap. Không phải là do mình mông lung hay là do mình tham vọng quá đâu. Mình chỉ muốn dùng hết cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để cống hiến cho nghệ thuật thôi. Khoảng thời gian gần đây thì mình không tham gia lĩnh vực phim ảnh. Cái lý do mà quan trọng nhất á là do mình casting rớt. Nhưng mà hôm nay mình đã có mặt ở đây do mình đã casting đậu rap Việt. Trước đây thì mình rap về tình yêu rất là nhiều. Tại vì mình được trải nghiệm các kiểu tình yêu, từ ngoài đời thực cho tới cả phim ảnh. Thì mình nung nấu những cái cảm xúc đó, đưa nó lên những bài nhạc của mình. Tính mình rất là hay ngại ngùng. Trước đây là mình không dám đứng trước máy quay luôn. Khi mà làm việc về phim ảnh, mình cũng đa dạng hơn được một tí. Lần này mình được thử sức với rap Việt. Và mọi người cũng biết rồi đó, gần cả chục cái máy quay chĩa thẳng vào người mình. Mình cũng mong là mình sẽ cởi bỏ ra được cái lớp áo của sự ngại ngùng đó. Và mình sẽ khoác lên mình một chiếc áo sôi nổi và nhiệt huyết hơn. Vũ khí lần này mang tới rap Việt á. Đẹp trai dữ vậy trời. Đùa 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 đùa. Thì mình muốn mang tới một tinh thần thật đẹp và sẽ mang tới cho mọi người những màn trình diễn thú vị. Thưa quý vị, bạn là một diễn viên điện ảnh. Em đã từng đóng phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu Vi. Em chưa được đóng phim của anh Thành. Gài. Đi coi coi cái thể hiện em hôm nay đã. Dạ vâng. Anh nói thiệt là khi em đến đây với tâm thế chinh phục hay là có cái áp lực vì bản thân mình ít nhiều gì cũng có một thành tích nhất định trước đó? Em không nghĩ cái gì ở khoảng thời gian về trước của em nữa. Em nghĩ cho tương lai. Em muốn có thêm một trải nghiệm mới, một cột mốc mới cho cuộc đời mình. Và em gái em cũng sắp lên lớp 1 rồi, phải tìm cho nó một cái trường tốt. Nói chung là mình xài tuổi trẻ mình cho đáng hả? Bạn này thú vị hơn chúng ta nghĩ đấy nhờ, đúng không ạ? Để xem đằng sau gương mặt hot boy này thì nội dung bên trong là gì nhá. Chúc em may mắn. Em chúc mình. Mình cùng nhau đóng băng cho giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Yeah. Âm thanh từ TV đang phát, mama boy nào kia đang rap. Khương hôm nay nhìn trông khác, vì anh vừa chuyển công tác. Không tính ngựa anh không phong bà, vì nào không hợp anh không làm. Sao không thử đeo găng vào, nếu phải nói công việc này trong nhà. Nói không phải scandal, ra công flow đỉnh đạt cho được cool không phải cốt. Đường anh đi em tự vẽ cho đến khó mà chỉ thấy đắng trong cần cổ. Hai tiếng đọc sách cho buổi sáng, chiều chơi Yu-Gi-Oh Nintendo. Chơi vừa sập tỏa anh Sapa, đi làm vào thành phố như Barcelona. Ngàn tỷ làm gì cần thêm khổ, đóng đá tôi nên em anh cho tác đưa lên cổ. Anh muốn như sữa trippy nước Ý như trong Vincenzo. On the way up, getting groovy. They'll be on duty on the way up, getting groovy. Chạy đua với thời gian như cái cách mà anh flow. Đem kiêu hành đến thành cầu, yeah. Miếng môi ngồi đặt trên bàn, các thi sẽ lại tranh nhau, yeah. Khi nhiệt huyết còn nóng ray, mong đêm nay sẽ không tàn ra. Mình sẽ cùng nhau đóng băng khi thời gian anh đông cứng như cổ tay của anh Bo. Anh chạy theo giấc mơ để thoát khỏi hiện thực. Đâu còn thời gian để lãng phí đâu. Thục mạng từ cái này sang cảnh khác, như có ai chạm gáy từ phía sau. Người thì không tin, người ghét, người khác tự cho mình quyền được no. Nhưng mà mẹ ơi, nó con béo lên rồi. Là con nó phải tăng đến về kilo. Like Steph Curry, better watch out when I catch the ball. Hit the three feet, drop and hit the world. Anh đem bán đi, bán chơi cho Sam, chơi cùng ba linh hồn. Working hard tại cái xa lên, bán cho
thật thật thú vị. Chồng đã đâu là tấm gương mình cần nói, đó là lý do anh low key. Cùng nhau đóng băng cho giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bạn cảm ơn sự hỗ trợ của Vũ Con và Ngô Lan Hương. Tiết mục này là anh thấy khán giả sùng lắm mèo cho em gái kìa. Trời, sinh ra đã có cái mặt vậy thì bên trong nội dung nó phải tương xứng chứ không thôi. Hàng online nó khác với hàng giao tới thì nó kỳ quá. Thưa quý vị, ba chọn chưa chắc thắng. Khán giả bình chọn thế nào? Mời xem. Tôi hy vọng là các bạn khán giả nữ bình tĩnh lại một chút. Em nghĩ cái điểm số đó được bonus thêm nhờ vẻ đẹp trai đó anh ạ. Anh tin là cái sự ủng hộ này không đến từ vẻ đẹp trai của em. Không, tôi nghĩ là 95% là tài năng, 1% vẫn là đẹp trai nha. Đúng, 1% vẫn 1% là đẹp trai. Tôi nghĩ cái này là style của Andre. What do you think? Dobby. Anh và em đã từng chơi bóng rổ với nhau rồi đúng không? Dạ vâng. Anh rất là bất ngờ khi mà em thể hiện phần trình diễn của em tốt như thế này. Em rap được bao lâu rồi? Dạ 2010, 2012 gì đấy. Xong mà em chơi được một thời gian, xong mà em phải bỏ để em có thời gian tập luyện bóng rổ để em thi đấu tuyển quốc gia. Bạn này cũng xài tuổi thanh xuân một cách triệt để đó. Andre nghĩ sao về cái bài thi vừa rồi? Theo anh thì em còn rất nhiều lỗi để phải sửa, nhưng mà quan trọng là em có ngoại hình. Thời buổi bây giờ em chỉ cần có visual thôi là em đã được khoảng 60% khán giả rồi. Bởi vì có rất nhiều bạn anh thấy đẹp dai, nhưng rap chán, bất nổi tiếng. Ủa gì vậy? Đây là kiểu chơi với nhau thân thân rồi, cho nên là mới nói những cái câu này người đừng hiểu lầm. Không, nhưng mà bạn ấy rap được cả tiếng Việt, cả tiếng Anh, rất là tốt. Yeah, welcome to my team. Bạn welcome đã chưa mừng vội vậy được đâu. Giờ thì cứ nói trước thế. Mời B-Ray. Anh thì anh cảm thấy là em rất là biết cách thuyết phục khán giả, sử dụng những cái ánh mắt, những cái câu key. Nếu như mà em muốn làm nhạc ăn chơi, anh không nghĩ chỉ có mỗi mình anh Ri là biết làm nhạc ăn chơi thôi. Anh cũng có thể làm điều đó. Cảm ơn. Nhưng mà những gì mà B-Ray làm bây giờ ấy, anh đã làm từ 10 năm trước rồi. Nhưng mà B-Ray vẫn làm điều đó rất là thành công và hoàn toàn có thể đem làm bàn cân với anh được. Nhưng mà khi mà đi ra club thì nghe nhạc của anh nhiều. Các ông mời thí sinh về không? Chứ thì cứ ăn chơi như này thì ban tổ chức không biết nhào. Chết thật. Anh Thái, what do you think? Because I know you're talented. I know all the girls gonna love you. Is that all for supporting? Just support, but I don't think it helps with me. It's not gonna help, huh? No. But it's the reason why is because I feel like music's more than just looks, not just, you know, đẹp trai. But I think everybody deserves a chance because I know you have potential, but you know, people do music. We come from nothing. We come from the bottom, something to tell our story. You know, so I feel like it's not gonna mesh with me. Okay, thì đúng là có những cái là nó sẽ đến từ những gì mà chúng ta trải qua, nhưng mà cũng sẽ có những loại âm nhạc chỉ cần nhẹ nhàng thôi. Đó, cho nên that's why là chúng ta sẽ có nhiều phong cách ở đây. Big Daddy, vì sao em không chọn tuyển thủ rất là ngon lành như thế này? Hai bên này hôm nay là fan của bạn rất là nhiều. Hét em không nghe được rõ cái nội dung của bạn ý. Có nghĩa là do vấn đề về thính giác cho nên em không chọn thôi đúng không? Không phải, lúc đầu bạn ấy vào thì bạn ấy lấy cái sample bài Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Sau đó thì bạn ấy lại rap một cái nội dung nó cũng chơi bời. Thì em cũng đang chưa hiểu là mình cùng nhau đóng băng hay là mình cầm băng đóng. Băng đóng, đóng gì đấy. Nói chung là nghe cũng hay nhưng mà em chưa hiểu lúc đầu. Ok, mỗi người sẽ có một ý kiến. Xin mời giám khảo ạ. Thấy Rick cười nhiều quá nãy giờ. Hú hét ngay từ đầu khi mà em bước ra. Đẹp trai, đẹp trai. Mê mê mê.
À, tại sao vậy Rick? Mất cười câu của Bích nãy giờ. Thật ra là bài vừa rồi đối với em nó cũng tròn trịa. Tuy nhiên anh cảm giác giống như là em đang tưởng tượng ra nhưng mà em chưa có trải qua. Anh muốn là những cái tiết mục sau anh không biết em sẽ sử dụng thay beat nào, chủ đề gì, whatever. Nhưng mà em phải thể hiện tôi đã đi qua điều này rồi và làm cho tất cả mọi người tin điều đó đã xảy ra với em. Dạ vâng, anh cảm ơn. Thật ra anh vẫn ủng hộ em. Em có một tố chất của một ngôi sao. Cái thiếu duy nhất của em trong buổi thi hôm nay đó là khát khao. Anh thèm được thấy cái gương mặt này, nếu em bỏ khát khao vào nó sẽ ra làm sao. Dạ cảm ơn em thật. Em thấy đồng ý với ý kiến của anh. Cái phong thái tự nhiên của em nó đủ để cho em đốn tim được khán giả với cả anh ở trên sân khấu này. Và em vẫn tập trung vào rap, viết lời thực sự là nghiêm túc. Thì cái đấy là cái anh rất là quý trọng. Trong đầu bọn anh có một người về cái thế mạnh như cái dòng nhạc em đang làm. Cái người mà hay nhường nhường xong rồi hay ngồi im đấy. Andre. Yeah. Em hiểu ý của mọi người đang nói ở đây. Có vẻ là bạn đang làm nhạc ăn chơi nhưng mà em cảm thấy cái cách ăn chơi của bạn không thuộc về bên đó. Cách ăn chơi của bạn thuộc về phía bên này. Sao mà hiểu khôn vậy? Thì muốn về đội mình cho nên phải hiểu vậy người ta mới về. À, Andre có gì phản biện không ạ? Vừa nãy em có nói là em muốn cho em gái của em học một trường tốt hơn đúng không? Dạ vâng. Andre định đóng học phí hả? Anh nghĩ là anh và em mình có thể làm một cặp song sát make money. Anh giờ mê mất thế. I think you'd be a good fit for Andre. Yeah, thanks bro. Only because I feel like he'll bring the another side of you out. You know, another artist side of you out. Cái điều này á, Thành rất là đồng ý với anh Thái. Mình muốn khai thác cái góc cạnh gì đó của con người này để lôi nó ra. However, người ta sinh ra thế nào hãy để người ta làm đúng chức năng đó thôi. Đúng rồi. Andre sẽ chỉ được em điều đó. Ok, chúng tôi muốn biết chàng trai này sẽ nên về với gia đình nào ạ? Đây là một cuộc thi, chúng ta nên fair với tất cả huấn luyện viên đang có khao khát transform thí sinh của mình thành những cái mọi người mong muốn. Ban giám khảo cũng chỉ muốn tạo ra những cái connection mà nó tự nhiên và nó tốt nhất. Dạ. Yeah. Cho nên Karik sẽ công bố kết quả. Cái gì vậy bà? Trời ơi, thật là duyên dáng ôi. Nhà trai nói nửa ngày, nhà gái nói tiếp một buổi chiều. Và cuối cùng đại diện quản viên hai họ. Dạ mời trưởng tộc. Thưa buôn làng, sau nãy giờ hội họp bàn thì xin gả em nó về nhà. Anh Bông. Xin được chúc mừng Duffy về với đội Andre. Thật là sảng khoái, không calo, không âu lo. Và mọi thứ cũng đã xong và mình đã về team của anh Bo, Andre. Mọi người hãy chờ đợi và đón xem mình ở những tập tiếp theo nhé. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia ôm nhau lần cuối nào cô bạn thân. Hôm sau mình không còn là bạn cùng bàn, không còn chung lời nói chung từng đoạn văn. Nay bài tập toán cũng đến hạn ngừng làm. Tạm biệt thằng bạn hiểu tính cách suốt 3 năm. Tạm biệt vở soạn và cả sách giáo khoa văn. Hết tuần lệ và mặc kệ đúng sai. Cảm ơn người mẹ thứ hai vì đã trách mắng quan tâm. Quần đồng phục bị sách gối, đi khắp trường nối loa và bật tối đa âm lượng. Còn đâu dáng điệu vách lối, mấy thằng bạn cùng khối mang làn khói qua sân thượng. Lần cuối chào cô giáo văn và cả thầy toán. Món ăn ở dưới căng tin này bày bán. Kỷ niệm này sẽ đóng vali để mãi giấu trong tim. Qua từng năm, qua từng ngày tháng. Ê, hết rồi. Tạm biệt sân cỏ mải đá bóng mà vào muộn. Nay hết rồi. Vùng trời hoa nở mãi đỏ thắm một màu phượng. Trò thân thương nay vội đi mất. Thầy cô Lưu Vấn Vương trên làn mi mắt. Những hình ảnh không thể tìm lại và xem trên YouTube. Chỉ còn hoài niệm nét mực đen trăng lưu bút. Ba năm dài ngọt ngào và khó quên. Và cuốn sổ đầu bài chắc nào cũng có tên. Sang lớp bên bắt nạt và bóc phốt. Quá quen những cái lần chăm phạt ở góc lớp. Oh,
đừng buồn và đừng cố tiếc nuối. Nó đã từng treo tường và để trốn tiết cuối. Nó đã từng nghĩ mình là ông vua trong trường, để mà sau này nhớ lại những ngày xưa ông cuồng. Ê, mây xanh hay bay quanh mang khởi thanh xuân, bây giờ đây sắp tàn, chuông tan và chốn tan, không còn ai đi qua nơi hành lang ngước ngang. Đôi môi hay là ánh mắt rung động tuổi thanh xuân, bây giờ đánh mất lời chưa nói, giờ trôi theo lực đẩy của gió. Tạm biệt tình đầu năm 17 thuở đó. Ngày như giấc mơ không trở lại. Ê, ê, ôm nhau lần cuối nào cô bạn thân. Hôm sau mình không còn là bạn cùng bàn, không còn chung lời nói, chung từng đoạn văn. Nay bài tập toán cũng đến hạn ngừng làm. Tạm biệt thằng bạn hiểu tính cách suốt 3 năm. Tạm biệt sổ vạn và cuốn sách giáo khoa văn. Hết tuần lễ và mặc kệ đúng sai. Cảm ơn người mẹ thứ hai vì đã trách mắng quan tâm. Là tiếc rẻ gì với người ta một cái đạp. Em làm sao vậy Carrick? Em canh thị người ta đẹp trai hơn em mà. Yeah. Cảm ơn cả 4 vị huấn luyện viên ạ. Cho tôi biết là điều gì đã lôi cuốn Suboy quyết định từ những phút ban đầu? Đầu của em có rất là nhiều thứ. Trong mắt của em cũng có rất là nhiều thứ. Em đeo cái mắt kiến không ai biết em muốn nhìn cái gì. Em nhìn rất lâu và em không nói, tôi sợ muốn chết luôn, tôi nói thiệt. Thế giới có rất là nhiều cách nhìn. Nếu như mình mở tầm mắt, mở tầm mắt. Tôi thấy nha, là những thí sinh có nhan sắc làm cho giám khảo Suboy hơi khó ngồi yên đó nha. Và em là cái người mà hát cái bài mà lớp 13 đúng không? Đúng rồi ạ. Em hát về trường học mà nó ngầu hơn chưa bao giờ hết. Cho nên sẽ thấy là nếu như em muốn hiểu về cái trường học mà nó xa hơn, không phải chỉ có ở địa phương mà còn ở thế giới, em có thể. Em cảm ơn chị ạ. Sao? Sao là sao? Bình tĩnh đi cô gái. Còn ba người đàn ông chưa mở miệng đó. Mời Benji. Trước hết là cái phần kỹ thuật của em đã rất là tốt rồi. Và em biết rõ là cái chất liệu của mình nằm ở đâu và cái hình ảnh của mình sẽ dùng cái chất liệu đó như thế nào. Chỉ với một bài hát thôi thì cái chất liệu trường lớp nó đã dính với tên của em như vậy rồi. Bây giờ em lại tiếp tục hit thêm một track về chuyện học nữa thì anh nghĩ là em biết quá rõ em đang làm gì. Chúc mừng em. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Những người biết mình muốn làm gì sẽ đến đây để làm rất nhiều thứ hả? Huawei, bạn chọn vì lý do gì ạ? Cái màn thể hiện này á là Huawei có được cái cảm giác thông điệp mà bạn muốn truyền tải. Huawei có thể quay trở về cái tuổi thơ của mình. Đó là lý do mà nó khiến cho Huawei nhấc chân lên đạp vô cái nút này. Rất vinh dự được làm cho anh nhớ về tuổi thơ của mình ạ. Carrick, còn em thì sao? Cái điều gì để làm em nhấn nhá cho nó phút cuối cùng? Thật ra em đợi gần hết nhạc em mới ấn à. Khi mà bạn đứng lên biểu diễn á, mình thấy giống như một Carrick Next Generation vậy. Có nghĩa là một cái phiên bản nó truyền tải từ cảm xúc truyền qua cái dòng rap của bạn. Và đến cái câu nhấn cuối cùng là nó động lại cô đặt hết tất cả những gì bạn muốn truyền tải từ mở bài cho đến thân bài. Và mình nghĩ đó cũng là lý do tại sao Dramatic lao từ ở trên lao 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 xuống đây và đòi mình phải nhấn đạp lại cho bằng được. Thật sự bạn đã thể hiện rất tốt và có tình cảm của 4 huấn luyện viên ở đây. Cảm ơn bạn. Thế còn giám khảo, rất muốn biết ý kiến của hai giám khảo về thí sinh này. Nhìn cái thần của em ấy thì anh cứ liên tưởng đến cái thần sắc của Eminem. Yeah. Đúng không? Em có thích Eminem không? Em là fan ruột của Eminem luôn ạ. À đấy à. Em đã thành công với các khúc lớp 13 từ trước đấy rồi. Em làm rất là cẩn thận từng câu từng chữ. Mà cái bài đấy anh thấy bảo hình như là bài đầu tiên của em khi mà bắt đầu tập rap đúng không? Nó là bài đầu tiên của em cho ra mắt ạ. Bài đầu tiên của em cho ra mắt. Nhưng mà chính vì cái tính chỉn chu và cái mức độ đóng gói sản phẩm cẩn thận như thế, cho nên là bản thân anh khi em mang cái bài này đến đây thi này, anh đã thấy nó như một cái sản phẩm official rồi. Em cảm ơn giám khảo Chastity rất nhiều ạ. Thế còn Remastic thì nghĩ sao về bạn ạ? Chắc là cái hành động chạy xuống và khích cho Carrick bấm chuông là cũng đủ để em biết là anh ấn tượng với cái khả năng của em như thế nào. Cách xử lý vần của em rất là thông minh. Và những cái lời mà em sử dụng, những cái ngôn từ nó nghe ngây thơ, hồn nhiên nhưng mà nó rất là hiệu quả. Lại còn đẹp dai, sáng như này nữa bảo sao trắng mà Suboy dãi rớt các thứ chảy hết ra. Em thực sự là sẽ là một full package. Một đối thủ thật sự rất là đáng gườm trong cuộc thi này.
Nhưng anh hỏi thêm một câu nhé. Em quen rap về trường lớp thì em có thể làm được thêm nữa nhiều không? Chị ơi, vì sao mà mấy cái rap về trường lớp là vì chính con người của bạn đó đang ở trong đó. Và tôi tin là khi mà bạn ấy đi tới bất kỳ đâu bạn cũng có thể rap được. Như em đã nói là lớp 13 là một bài mà đầu tiên em cho ra mắt. Từ trước đấy em đã viết rất nhiều demo rồi, đa dạng chủ đề ạ. Nhìn vào ánh mắt của em với cả cái thần thái của em ấy thì anh và mọi người đều tin là em có một cái lý tưởng âm nhạc và cái lý tưởng sống cho âm nhạc đúng như là Marshall Mathers. Yeah. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Nãy giờ á, làm như là người ta đọc đúng hết tim gan của em nên nói cái gì em cũng tâm đắc hết trơn đúng không? Ai là cái người mà đã đồng hành với em trong cái đam mê này? Tôi thấy em có vẻ rất là enjoy nó và không có quá nhiều cản trở đúng không? Đúng là không có quá nhiều cản trở ạ. Bố mẹ em có ủng hộ không? Bố em ủng hộ rất nhiều ạ. Hình như bố bạn đang ngồi đằng kia hả? Dạ, thưa con mời bác lên sân khấu trò chuyện tí. Dạ vâng. Dạ, chào bác. Này Thảo nào bạn đẹp trai này, bố quá đẹp trai phải không ạ? Tôi Vũ Huy Bắc, bố của Vũ Tuấn Huy. Thấy là bác trai ở nhà đẹp trai quá thì không biết là ông anh của tôi đang làm cái công việc gì ạ? Báo cáo với MC, mình là đúng là dùng tổ lái là chính xác. Anh không làm gì hết, anh làm pilot. Bố là phi công cơ chứ. Thưa anh, khi biết con trai mình mê rap, có bao giờ trước đó anh quan ngại là trời con mình nó đang định hướng cái gì không? Thực ra thì như này, thì bản thân trong gia đình ấy thì mình là dân kỹ thuật chuyên nghiệp. Ngày học bay ở Úc về, khi mà con có đam mê thì với một người cũng đi đây đó cũng tương đối nhiều, thì chỉ hy vọng là con cháy bỏng vào đam mê của mình. Tuy nhiên không được bỏ những cái gì mình đang có. Dạ vâng. Cảm ơn anh vì những cái tư duy rất là mới mẻ và luôn luôn ủng hộ cho con mình. Tại vì anh biết không, đôi khi cái động lực đó của anh á, tưởng chừng như là mình thông cảm thôi, nhưng nó lại là một cái niềm động viên rất lớn cho các bạn nhỏ như này. Tại vì nó tin rằng là bố mẹ nó đang rất là mong chờ nó thành công. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến với chương trình và hy vọng là bạn sẽ làm nên nhiều điều làm anh hãnh diện về sau với cái lựa chọn của bạn. Em hỏi thiệt là trước khi anh chia tay với mọi người, anh có biết rap không? Anh làm thử một đoạn nhẹ chơi. Rất tiếc là mình không biết. À, anh chỉ biết lái thôi phải không ạ? Bố sẽ lái để cho con rap. Ok, cảm ơn anh đây. Thank you. Dạ vâng. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn. Sao hai cái con người kia cứ ôm nhau hôn là thế nào ấy nhỉ? Lâu không gặp ngàn anh. Sợ quá. Bây giờ cuối cùng sau khi má kề má rồi bây giờ ra cái gì? Cái vòng nào mà cả bốn cái đều trắng như này thì nổ hết cả đầu này. Và quyết định của các bạn là bạn này sẽ về với huấn luyện viên nào? Những cái bạn mà hội tụ đủ rất là nhiều yếu tố như này thì thực sự là rất là khó. Xuống đây chứ ai? Xuống đây chứ ai? Trời ơi, lâu quá. Xu cứ thấy giai đẹp là tớn lên. Bởi vì những bạn như thế này ấy thì bản thân đã có màu rồi. Bây giờ thì bạn ý chỉ cần một người để giúp bạn ý tiết chế bớt ý ở trong con người. Nhiều khi là tuổi trẻ ấy, sẽ có những lúc mà em hơi quá một tí so với cảm xúc của mình. Đấy, cho nên là anh muốn tìm một người mà thực sự là giảm bớt cái đấy đi một chút. Và đó là... mà nó không quá căng. Anh muốn đó là Shoeboy. Tôi có thấy một cánh tay chỉ lệch hướng. Anh muốn đó là Shoeboy. Miramastic. Em thì nghĩ là bạn này sẽ phù hợp với Carrick hơn. Tại vì từ cái cách sử dụng ngôn từ cho đến cái tư duy, concept thì sẽ phù hợp với lại anh Carrick hơn. Mà Carrick thì suốt ngày cứ sốc nổi thôi làm sao? Em muốn tìm một bạn mới hay là em muốn tìm một bạn Carrick thứ hai? No. Không, bạn này sẽ không thể nào trở thành một Carrick thứ hai được. Bởi vì bạn ấy đã là một bản thể chuẩn của bạn ấy rồi. Nhưng mà Carrick sẽ có những cái góp ý về ngôn từ, về kỹ năng cũng như là về cách truyền tải. Anh thì anh đang muốn phát triển hơn cho bạn ấy về những chủ đề mới, nội dung mới. Thì anh nghĩ là Shoeboy đảm bảo được không? Chắc chắn. Hiện nay hai giám khảo đang bất đồng quan điểm. Cho tôi hỏi, hai anh có đồng ý nhường lại quyền quyết định cho bạn nhỏ hay không? Ok, đồng ý. Làm nào để có quyết định tốt cho bạn ấy là được.
Ok, em đồng ý. Bây giờ về góc độ của anh đi, anh chia sẻ nhé, để rồi em tùy với em. Vâng ạ. Anh cảm thấy là em có quá nhiều thứ nó nổi trội rồi, mọi thứ gần như là hoàn hảo. Anh muốn em có một cái gì đó khác đi anh ở những vòng sau. Em cảm ơn anh ạ. Có một điều cuối cùng, nếu mà Carrick nói là nó đã hoàn hảo rồi thì thật ra là một khi mình nghĩ là mình hoàn hảo rồi là khi đó mình đã dừng lại. Chính xác. Làm sao có cái vụ mà hoàn hảo rồi được? Và tại sao con người cứ phải đòi hỏi nhau phải nhiều màu? Nhìn kỹ lại đi, thế giới cũng chỉ cần con người làm tốt một vài nhiệm vụ cơ bản mà thôi. Chỉ cần bạn đừng xuống phong độ. Thưa quý vị, một lần nữa xin hỏi lại, đã có một ý kiến giám khảo đã đồng ý nhường quyền quyết định cho bạn nhỏ. Justity có đồng ý hay không? Anh muốn cho em tự lựa chọn. Ok, bây giờ là quyền quyết định của em. Trời trời trời, ta lên hốt về luôn kìa. Đó, cái gì vậy? Trời ơi, tình yêu dễ sợ thiệt chứ. Bây giờ nè, bi kịch cho những người vội vã là như thế này nè em trai. Là khi người ta lên đứng kế bên em mà em nói cảm ơn chị đã lên đây, chị cứ đứng đây để em mời thầy em về. Cái em về thẳng bên Carrick, cái đoạn đó mới là cái đoạn đau lòng nhất nè. Em vẫn có quyền, đó là cái sự lựa chọn cho chính bản thân em thôi. Ok. Có người chờ đợi. À, có người chờ đợi. Ok, và em được quyền quyết định. Vẫn còn hai vị huấn luyện viên cũng đã bấm chuông chọn em. Vì vậy cho nên em được quyền quyết định chọn về với một trong bốn người, chứ không riêng gì là Superboy hay Carrick. Mời em. Thực ra thì bốn vị huấn luyện viên ở đây thì từng người sẽ là những cái người mà em rất thích nghe nhạc qua từng thời kỳ. Nhưng mà sao em đưa quyết định đi em? Đưa quyết định đi em. Cái này rất khó. Đấy, em hiểu cảm giác của bọn anh ở trên này chưa? Bây giờ trong lòng em, khi mà em đến đây em vì ai? Chọn con tim hay là nghe lý trí? Em quyết định chọn chị Superboy ạ. Chọn chị Superboy ạ. Chúc mừng em về với đội Superboy. Thưa quý vị, xin chúc mừng Tage đã về với đội của Superboy.